Mà bây giờ á, anh nghe nói rằng là cái nhựa ổ cây này này là nó không phải màu trắng mà là màu đỏ như máu đúng không? Em không biết. Không biết à? Đúng à cô? Vâng. Cô bây giờ mà con muốn muốn thử được không? Được à? Hay giờ mấy anh em mình thử nhá. Thử vào lấy cái dao xong rồi xem là nhựa nó như nào. Ngoài ngoài vỏ được ạ. Cây này nhá, để cây này anh thấy có thắp nhang này, em có thử được không hay là để anh ấy? Các bạn nhìn này sẽ tưởng là tôi bị chảy máu tay. Nhưng mà thực ra đây là nhựa của cây sưa tại làng Hương Trà. Cây sưa là một trong những cái cây rất là linh thiêng ở khu vực này. Quảng Nam đang nổi lên là một địa điểm thu hút giới trẻ cũng như du khách tới tìm hiểu và khám phá. Nơi đây không chỉ có thành phố Tam Kỳ, làng bích họa Tam Thanh, con đường thuyền thúng mà còn nhiều điều bí ẩn đặc biệt khác nữa. Ngày hôm nay xin mời các bạn hãy cùng Hoàng Nam tìm hiểu những điều kỳ thú tại vùng đất này. Xin chào các bạn, ngày hôm nay Hoàng Nam đang có mặt tại làng Hương Trà thuộc thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể là đang ở dưới bóng mát của hàng cây sưa được cho rằng có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Dưới tán cây này có rất nhiều những câu chuyện tâm linh. Đặc biệt nhất, tôi được biết rằng nhựa của loài cây này không phải màu trắng đục, màu trắng sữa như chúng ta được biết, mà nó có màu đỏ như máu. Thực hư câu chuyện này như thế nào? Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi đi tìm hiểu và kiểm chứng. Theo tôi biết, những cái người mà câu niên truyền lại thì xưa này nó có từ thế kỷ 16 tại cái làng Tam Kỳ này, hồi xưa là gọi là làng Tam Kỳ, nay là vùng thành phố Tam Kỳ. Xưa này nó do một cái cơn lụt nó trâu nguyên một cái cây sưa xuống, nó chén ngang một cái dòng sông chảy qua đây. Đây là một cái lạch sông. Thế thì người dân mới cơ hội đó thì một hai tháng sau ra người ta mới chặt cái nhánh này, người ta cắm để mà làm cái cừ đường thôi, cừ để mà đổ đường đất qua. Vừa là lúc đó là ngang cái dòng chảy cái lạch sông.
thì bắt đầu ông tổ nên một cái lòn ở đây. Và xưa này là bắt đầu có từ thế kỷ 16. Và có những cây là 350 năm và có những cây thỉnh thoảng có những cây 500 năm. Cái xưa này nó có cái đặc biệt như thế này. Nếu các anh ở trên đường phố thì những cái cây bóng mát khóc, ví dụ như cây mù u hay là tất cả các cây thì anh đánh đó, anh đứng vô cái tầng cây hắn vẫn nắng. Nhưng mà chỗ nào mà có xưa, cây xưa tỏa bám thì cái thân nhiệt hắn tỏa ra một cái lượng nhiệt cũng làm cho cái khu vực đó mát. Và kể cả người mình đánh đó cũng thấy mát. Có cái đặc biệt như vậy. Vì hắn tiết ra một cái chất nước, hút nước nhưng mà tiết ra nước. Hàng xưa với cái ước lượng của tôi thì có hàng chục thân, có khi cả trăm thân nữa được trồng hay là vì một lý do tự nhiên nào đấy, chúng mọc ở rất gần sông Tam Kỳ. Đây bên này chính là dòng sông Tam Kỳ, còn bên này là hàng xưa. Dựa vào cái độ to của thân cây thì tôi có thể đoán được chúng phần lớn có một cái kích thước giống nhau, tuy nhiên lác đác có một vài thân nhỏ hơn, cũng như là có những cái thân rất là to. Cái thân to đấy thì được những cái người cao niên ở trong làng cho rằng nó có từ cách đây 400 cho tới 500 năm. Đây là một trong những cái cây linh hồn của làng Hương Trà. Nếu như ghé thăm làng Hương Trà vào một cái thời điểm như thế này thì các bạn có thể thấy rằng là hàng cây xưa nó cũng bình thường như bao hàng cây khác, với những tán lá sum suê, xanh rợp, che bóng mát cho cả cái khu vực này. Tuy nhiên nếu tới đây vào tầm tháng 4 thì một cảnh tượng vô cùng là kỳ thú diễn ra, đó là thay vì màu xanh như này, lá rụng hết, đó chính là hoa của cây xưa này có màu vàng như là màu điệp. Nó rợp hết cả một khung trời nổi bật trên nền trời xanh. Đó là cả một màu vàng rực rỡ trải dài theo cái con đường đê này. Con đường đê rất là đẹp. Cô ơi cho con hỏi cái thân cây xưa mà to nhất ấy thì là nó nằm ở vị trí nào cô nhỉ? Vị trí trên dốc giáo Bưa Hương Công. À, phía trên kia ạ. Vâng, giờ con sẽ lên đó. Đây mình đi lên trên kia đúng không cô? À, bên tay trái à. Giờ con cứ đi thấy cây nào to nhất thì là chắc là nó rồi. Dạ. Vâng, con cảm ơn ạ. Vâng ạ. Bây giờ là tôi đang đi trên cái con đường đê. Với con đường đê này thì nó càng đẹp hơn và thơ mộng hơn khi được tô điểm bởi hàng cây xưa này. Khi mà đi trên con đường đê này sẽ thấy cái sự mát mẻ cũng như là sự thanh bình, quên hết mọi mệt mỏi trong cuộc sống. Đây, khu vực này thì bắt đầu xuất hiện nhiều cái gốc cây to hơn rồi. Không biết có phải đây không? Em ơi, đây phải là thân cây xưa to nhất không? Phải không? À đây à? À đây là cái thân cây xưa to nhất ở làng Hương Trà đúng không? Thì anh được nghe nói rằng là nó khoảng 400 cho tới 500 tuổi. Là em đứng dịch vào đây. Thì bây giờ anh em mình thử ôm xem là hai người có vừa một vòng tay không nhá. Hai người ôm luôn mới hết được cái thân cây này. Mà bây giờ anh nghe nói rằng là cái nhựa ổ cây này này là nó không phải màu trắng mà là màu đỏ như máu đúng không? Không biết à? Đúng à cô? Vâng. Cô bây giờ mà con muốn thử được không? Được. Được à? Hay giờ mấy anh em mình thử nhá. Thử vào lấy cái dao xong rồi xem là nhựa nó như nào. Ngoài vỏ được ạ.
À vâng. Thế á? Vâng. Thử là con. Giờ thử lấy cái dao. Được không? Anh nghĩ rằng là mình ra một cái thân cái cây nhỏ hơn á. Cái thân to này nó là một cái thân lâu quá rồi, nó có linh hồn rồi, sợ như vậy mình ra cái nhỏ hơn mình xem. Chỗ nào vắng vắng được. Hay là tít ra viết trong cùng để đi. Bọn em ở đây lâu chưa? Dạ, em ở nhỏ rồi ra. Từ nhỏ rồi mà cũng không biết được những cái điều bí ẩn ở sau những cái hạt cây này. Em tên là gì, bao nhiêu tuổi? 16. Sĩ 16 à? Còn em? Vinh à? Rinh. Rinh 16 tuổi luôn. Bây giờ thì chúng tôi đang đi thử nghiệm xem những cái lời đồn đại rằng là nhựa của hàng cây xưa ở làng Hương Trà, Tam Kỳ, Quảng Nam có đúng là màu đỏ như máu không? Đây là một trong những cái điều khác biệt mà chúng ta từng biết. Cây này nhá. Để cây này anh thấy có thắp nhang này. Em có thử được không hay là để anh ấy? Bất kỳ chỗ nào cũng được em. Ra nhựa. Đây là cái lớp gì trắng đấy nhỉ? Đâu đâu? Đây này, đây. Bắt đầu dính, rất là dính. Giống như nhìn này tưởng là mình bị chảy máu tay này. Rất là kỳ lạ. Mà xem nào. Ủa ôi, cái chỗ này thì đúng là như máu luôn nhỉ. Ủa dồi ôi này. Các bạn nhìn này sẽ tưởng là tôi bị chảy máu tay. Nhưng mà thực ra đây là nhựa của cây xưa tại làng Hương Trà. Cây xưa là một trong những cái cây rất là linh thiêng ở khu vực này.
mà mọi người muốn bảo tồn. Sợ. Như máu nhở. Nhìn này tưởng mình chảy máu. Để nó dính hết này. Dính lắm. Cây cũng có linh hồn, điều đó đã nằm trong lịch sử văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa cho đến nay. Các bạn có thể dễ dàng bắt gặp những cây cổ thụ được người dân thờ cúng bởi vì chúng đã sinh trưởng trên mảnh đất của chúng ta từ hàng trăm, hàng nghìn năm nay, đã thấm đẫm linh khí của đất trời. Rất khó có thể giải thích được. Và cái hành động của tôi ngày hôm nay là tôi cũng chỉ muốn chứng minh một cái điều khoa học. Cái điều này thì cũng đã được các cơ quan chức năng họ đồng ý cho tôi làm cái hành động này, không phải là một hành động phá hoại. Vì vậy tôi cũng muốn nhắn nhủ đến với tất cả mọi người, khi tới Tam Kỳ nói riêng hay là ở bất kỳ đâu trên trái đất của chúng ta, hãy yêu thương những loài cây, chúng ta hiểu để chúng ta bảo vệ và phát triển chúng. Đây là một bó nhang mà tôi đã thấy được ở ngay dưới gốc cây xưa này. Tôi sẽ thắp, hy vọng rằng cái cây này, có thể nói rằng là cụ cây này sẽ hiểu được cái hành động của tôi. Và tôi cũng hy vọng rằng qua clip này các bạn đã hiểu thêm một phần về những cái điều kỳ thú trên giải đất hình chữ S Việt Nam cũng như là mảnh đất Tam Kỳ Quảng Nam.